Em chào lại anh Thơ Quang và các cô chú anh chị trên diễn đàn. Thì qua cái nội dung anh đưa ra thì em sẽ đi theo một cái chiều hướng như thế này. Đầu tiên thì nó có một chút liên quan đến Ukraine, thế nên là em sẽ đi theo cái chiều hướng từ Ukraine và sẽ đặt cái nội dung đó là phía sau cùng. Thì theo như mà em cũng nắm được Chào thì vô cầm. có một số nội dung thì cần chia sẻ với mọi người. Thì đầu tiên á, thì tại tờ Daily Mail, đây em có thể dẫn chứng cho mọi người nhìn thấy, đúng không ạ? Đây là cái tiêu đề là Tổng thống Zelensky là đã đăng xuất 11 cái đảng đối lập tại Ukraine. Đấy, tờ này tờ báo của nước ngoài nhé, chứ không phải là của Việt Nam chúng ta. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được là cái tiêu đề của Việt Nam đó là Tổng thống Zelensky đình chỉ 11 đảng chính trị đối lập tại Ukraine, đúng không ạ? Thì mới đây nhất là Tổng thống Zelensky đã ký một cái đạo luật mà đình chỉ 11 đảng đối lập ở Ukraine. Thì với những cái nội dung hoặc là cáo buộc là có liên quan đến Nga, thì quyết định được đưa ra là bởi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Mặc dù là 10 trong số 11 đảng này là đảng nhỏ thôi, thì trong đó có một đảng là cương lĩnh đối lập vì sự sống thì nắm giữ 44 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội Ukraine. Đồng thời thì ông Zelensky cũng đã ký một cái sắc lệnh là để hợp nhất tất cả các kênh truyền hình quốc gia thành một cái dịch vụ duy nhất do chính phủ điều hành và chấm dứt hoạt động của các cái phương tiện truyền hình tư nhân. Đấy, thì cái này thì chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Thấy được thì em cũng chia sẻ để mọi người có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Đây là cũng là cái trang báo đó người ta đăng lên là ông ta đã hợp nhất toàn bộ các cái kênh thông tin truyền thông của Ukraine và với cái yêu cầu đầu là để góp phần đưa tin sự thực về cái cuộc chiến tại đấy là kiện đầu tiên mà em muốn chia sẻ. Thì với cái quan điểm của em nhìn nhận thì trước đây có rất nhiều các cái luận điểm chống phá nhà nước chúng ta rằng Việt Nam chúng ta là độc tài. Thì đã có nhiều cái hành động can thiệp và có cả những hành động chống phá, có những hành động kích động nhằm gây chia rẽ cái nội bộ đoàn kết của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở trong nước để nhằm tạo ra một cái nhà nước đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo như cái quan điểm của các anh ấy luôn đưa ra, và các anh ấy mong muốn là khi có sự thay đổi về thể chế chính trị thì biết đâu các anh mơ mộng sẽ được trở thành một trong những cái chân nào đó của một cái bộ một cái nào đó của chính phủ mới, do các anh ấy tìm mọi cách để các anh ấy lật đổ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tạo ra một cái nhà nước mới theo cái thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Và qua cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chúng ta có thể nhìn thấy cả trong và ngoài nước đã có nhiều người, đúng không ạ? Có nhiều người thậm chí là có những đại diện của các quốc gia cũng đã có những cái động thái can thiệp vào cái vấn đề mà chúng ta bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc, yêu cầu chúng ta chọn phe, thì chúng ta đã phân tích rồi. Thì cái hậu quả chọn phe đó là cái việc ngày hôm nay Ukraine đã trở thành một cái chiến trường mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó là chiến trường ủy nhiệm giữa Nga với Mỹ và NATO, thì bằng vũ khí. Thì cái đống đổ nát hoang tàn ngày hôm nay ở Ukraine, chúng ta có thể nhìn thấy được cái việc chọn phe là như vậy, và chúng ta có thể hiểu được cái
cái lựa chọn đúng đắn của lãnh đạo đảng nhà nước trong vấn đề bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc và cái lợi ích cốt lõi của quốc gia dân tộc ở đâu. Thì ngày hôm nay chúng ta đã tiếp nhận được cái thông tin, đúng không ạ? Một cái đất nước gọi là đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, mà theo như các anh ấy mong muốn thì ông Tổng thống ông đã đình chỉ 11 đảng đối lập, có nghĩa là chúng ta có thể hiểu theo ý của anh ấy nói đó là bóp nghẹt cái sự hoạt động hoặc là của những cái nhà chính trị có quan điểm đối lập tại Ukraine và có cái gì đó nó na ná đó là đưa về một đảng. Đấy, đưa về một đảng. Và ông Zelensky này, ông đã đình chỉ toàn bộ 11 đảng đối lập như vậy. Đồng thời, đúng không ạ? Đồng thời thì ông cũng đã hợp nhất tất cả các cái kênh truyền truyền hình Ukraine thành một cái nền tảng duy nhất để nói lên sự thật về chiến tranh, và đồng thời là đình chỉ các công ty truyền thông thuộc sở hữu tư nhân. Thì chúng ta cũng thấy, đúng không ạ, các cái thông tin truyền thông đưa ra, thì theo như em nhìn nhận thấy, cá nhân em suy nghĩ ấy, thì cái cuộc chiến truyền thông trong cái cuộc xung đột này thì chúng ta có thể thấy là Nga đấy. Nga thì hoàn toàn lép vế so với Ukraine và phương Tây, thì cũng đã có rất nhiều cái thông tin đưa ra từ phía Ukraine và phía các cái kênh truyền thông của Mỹ và phương Tây, thì có những cái thông tin có thể nói là hoàn toàn không chính xác. Đấy, hoàn toàn không chính xác, thậm chí là đưa những cái thông tin mà chúng ta có thể thấy được là nó có những cái sự bịa đặt. Thậm chí có những người cũng đã lớn tuổi, ví dụ như là một ông trung tướng của Liên Xô, Hồng quân Liên Xô ngày xưa đã cắm cờ Berlin. Thế nhưng mà hiện nay thì Ukraine cũng đưa vào cái danh sách là đã mới tiêu diệt được trung tướng của Nga. Thì chúng ta có thể thấy được là cái truyền thông đưa ra thì nó có nhiều cái nó chưa chính xác, thì cũng mong mọi người tìm hiểu thêm về cái góc độ mà tiếp nhận thông tin cũng như là thấy được là cái việc đình chỉ 11 đảng đối lập và cái việc mà đưa cái thông tin về quy về một mối như vậy. Thì trước nay các anh luôn cho rằng Việt Nam chúng ta là độc tài, thì em cũng mạnh dạn đặt ra một câu hỏi, thì hiện nay ông Zelensky ở Ukraine có những cái việc như vậy, cái hành động như thế, thì theo em nghĩ thì đối với một cá nhân tổng thống thì có thể là ông ấy nghĩ là vì lợi ích của quốc gia Ukraine, đúng không ạ, và có sự tham mưu của các cái bộ máy tinh hoa của Ukraine. Thế nhưng cái đó là cái tầm nó vĩ mô, thì có thể là em một người dân em không hiểu hết được. Thế nhưng em cũng có quyền đưa ra cái sự so sánh xem là cái việc này ở Ukraine thì có gọi là độc tài hay không, đúng không ạ? Thứ nhất là đình chỉ các đảng đối lập, có nghĩa là không cho các cái đảng mà có quan điểm đối lập lên tiếng, và truyền thông cũng vậy, thì có phải là độc tài không, và có phải là bóp nghẹt thông tin không, hay là cái câu nói mà dân dã ấy, của các anh ấy nói là sử dụng truyền thông để nuôi sọ, có phải như vậy không, và nếu như vậy thì các anh còn ủng hộ nữa không, đúng không ạ, và các anh còn ủng hộ nữa không, và nếu các anh ủng hộ thì có phải là ủng hộ chế độ độc tài hay không. Đấy, thì hôm nay em cũng cũng mạnh dạn em cũng mạnh dạn nêu ra những cái câu hỏi và đặt những cái vấn đề như vậy để chúng ta thấy được cái góc khuất, đúng không ạ, cái góc khuất ở phía sau cái được gọi là đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đó là như thế nào. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai em muốn chia sẻ đến mọi người đó là qua cái xung đột giữa Nga và Ukraine thì đã có rất nhiều các cuộc đàm phán đưa ra, thì với mong muốn là tạo cái hành lang nhân đạo để cho người dân Ukraine có thể di tản ra khỏi cái vùng chiến sự. Đấy, thì ngày 23 tháng 3, có nghĩa là ngày hôm qua, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm có 15 thành viên đã họp nhưng mà đã không đưa ra được một cái nghị quyết về Ukraine, mà cái nghị quyết này là về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Đấy, thì trong khi đó thì chỉ có Nga và Trung Quốc là bỏ phiếu ủng hộ về cái vấn đề nhân đạo tại Ukraine, trong khi 13 thành viên khác là bỏ trống. Có nghĩa là 15 thành viên này là gồm có 5 thành viên ủy viên thường trực và 10 thành viên là không thường trực đấy. Thì chúng ta thấy được là cái vấn đề
là đưa ra cái nghị quyết về nhân đạo Ukraine đã không được thông qua. Thì trong khi đó, thì truyền thông Mỹ và phương Tây luôn đưa tin cho rằng Nga là xấu xa, Ukraine là thánh thiện, thì chúng ta biết rồi. Đấy, thế nhưng mà hiện nay ấy, ngay cả giới lãnh đạo của Ukraine cũng mong muốn kêu gọi là vì người dân Ukraine. Thế nhưng mà các hành lang nhân đạo thì lại không được tuân thủ. Thậm chí các nước khác cũng kêu gọi về góc độ nhân đạo hay là những người dân Ukraine. Nhưng mà khi đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua nghị quyết để có thể là về tình hình nhân đạo tại Ukraine thì đã không được thông qua. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy được là cái góc độ nhân đạo ở đâu, đúng không ạ? Và có thực sự vì người dân Ukraine hay không? Và dĩ nhiên chúng ta đều biết là người dân còn ở lại khu vực xung đột thì cái việc mất mát hy sinh thì không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi. Và cũng là ngày hôm nay, ngày 24 tháng 3 là kỷ niệm cái ngày mà Mỹ và NATO đã ném bom xuống xuống Liên bang 54 trước đây đấy. Đấy thì cũng không 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 có nước nào đề xuất nghị quyết này và người dân thiệt mạng rất là nhiều. Thì có thể nói là cái việc mà đưa ra một nghị quyết để về cái tình hình nhân đạo tại Ukraine theo cá nhân em suy nghĩ thôi là cũng vì người dân Ukraine cả. Thế nhưng đã được không được thông qua thì chúng ta thấy được là cái sự thật. Chúng ta có thể thấy được cái sự thật về cái góc độ mà luôn kêu gọi cho người dân Ukraine, kể cả về tổ chức hay về cá nhân, kể cả những anh ở bên kia thế giới, các anh đã có những cái động thái gọi là cầu nguyện, đúng không ạ, quyên góp. Thế nhưng mà đã có những hành động thiết thực hơn, có thể là bằng cách là xuống đường tuần hành, đúng không ạ, biểu hiện thái độ nó một cách ôn hòa để tác động vào các chính phủ để thông qua nghị quyết này để giúp cho người dân Ukraine có được cái tình hình nhân đạo nó tốt nhất về mọi mọi mặt. Đấy, thế nhưng mà cũng chưa nhìn nhận thấy, cũng chưa hề thấy, đặc biệt là các cái kênh thông tin mà luôn đưa ra những thông tin chống phá nhà nước như VOA hay là RFI, RFA hay là cái tổ chức khủng bố Việt Tân cũng vậy, cũng thường xuyên lên tiếng nói những cái điều không hay không tốt về nhà nước Việt Nam, về cuộc sống trong nước của người dân. Thế nhưng hiện nay cái việc này thì cũng chưa thấy bất kỳ một cá nhân hay tổ chức, kể cả trong và ngoài nước, lên tiếng, đúng không ạ? Các anh ủng hộ thì ủng hộ cái gì? Thì chúng ta cũng đặt một câu hỏi ở đây để chúng ta có thể thấy được là như thế nào. Một cái thông tin nữa mà em muốn trao đổi cùng với mọi người, thì có lẽ mọi người cũng đã biết, nhưng mà em muốn trao đổi thêm để mọi người có thể chúng ta cùng chia sẻ. Đó là cái thông tin mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký cái sắc lệnh là sẽ thanh toán cái dầu mỏ khí đốt bằng đồng rúp của Nga đối với các quốc gia không thân thiện với Nga, mà trong đó là có danh sách là 27 quốc gia thuộc cái EU. Thì ngay sau khi cái thông tin này được đưa ra thì chúng ta có thể thấy là cái biến động thì mặc dù là cái thông tin đưa ra như vậy thì đồng rúp có tăng giá trở lại này, tăng giá trở lại. Thế nhưng mà cái việc tăng giá xăng dầu thì vẫn tăng 5%. Đấy là chúng ta vẫn tăng. Thì trên thế giới bây giờ hiện nay vẫn tăng và nó ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là các quốc gia EU. Đấy, thì chúng ta có thể thấy, và cũng ở Việt Nam chúng ta thì chính phủ cũng đã thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua và giảm cái thuế xuống, thì bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì trước mắt thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua như vậy thì đã có những cái bước chuyển biến, đặc biệt là hạ được giá xăng để bình ổn giá, để giúp cho cuộc sống người dân trở lại cái trạng thái bình thường. Và dĩ nhiên sau khi xăng được giảm giá thì các cái mặt hàng khác và các cái phương tiện giao thông công cộng và các cái dịch vụ khác thì dĩ nhiên sẽ giảm theo. Thì em thấy cái việc đó là cái sự quan tâm rất là sâu sát
đối với cái tình hình cuộc sống của người dân trong từng giai đoạn một. Em xin chia sẻ thêm như vậy. Thì cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Ok chung, cảm ơn chung rất là nhiều nha.